Trong bóng tối của tự nhiên, tồn tại những sinh vật kỳ lạ đến mức khoa học cũng phải rùng mình. Có loài sở hữu sức mạnh tái sinh, có loài ngụy trang như đá sỏi, chờ đợi cái chết ập đến. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá top 5 những sinh vật bí ẩn và đáng sợ nhất hành tinh. Một là ếch lông, quái vật tự bẻ xương, Hairy Frog. Ở những cánh rừng rậm ẩm ướt tại Trung Phi, nơi ít dấu chân người đặt tới, ẩn náu một loài sinh vật nhỏ bé nhưng khiến cả các nhà khoa học cũng phải rùng mình. Người dân bản địa gọi chúng là ếch quái vật, còn các nhà nghiên cứu phương Tây đặt biệt danh là ếch Wolverine bởi khả năng vũ khí hóa xương giống như siêu anh hùng, làm tôi nhớ đến người sói trong phim truyền hình. Nhưng khác với siêu anh hùng, đây có phải là sức mạnh hay là một lời nguyền tiến hóa? Thoạt nhìn là chúng giống những con ếch bình thường, nhưng khi đến mùa sinh sản, cơ thể con đực mọc ra những búi lông kỳ lạ ở hai bên sườn. Đừng nhầm, đó không phải lông thật, chúng thực chất là những nhánh da mọc dài chứa đầy mạch máu, giúp con đực hấp thụ oxy khi phải trông trứng dưới nước hàng tuần liền. Khi bị đe dọa, ếch lông không bỏ chạy, nó bẻ gãy chính xương trong cơ thể mình, đẩy những mảnh xương sắc nhọn xuyên qua lớp da bàn chân, biến chúng thành móng vuốt chết chóc. Người dân Cameroon tin rằng ếch lông là sinh vật bị nguyền rủa. Họ kể lại rằng mỗi khi trong rừng vang lên tiếng kêu khàn khàn của nó, đó là dấu hiệu điềm ngợ, báo hiệu bão tố hoặc cái chết sắp tới. Có truyền thuyết nói rằng loài ếch này từng là chiến binh canh giữ linh hồn rừng, bị thần linh trừng phạt, bắt phải mang nỗi đau tự gãy xương mãi mãi. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng cơ chế này có thể tiến hóa để giúp ếch lông tồn tại trước kẻ săn mồi. Sau khi nguy hiểm qua đi, xương sẽ dần liền lại dưới da và lớp mô mềm bao phủ lại. Nhưng cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa rõ liệu con ếch có thể kiểm soát được khi nào gãy xương hay nó chỉ đơn thuần là phản xạ tuyệt vọng. Nghe thôi đã thấy thiên nhiên có quá nhiều bí ẩn. Đừng quên để lại bình luận, bấm like và subscribe ủng hộ mình vì hành trình khám phá những sinh vật ác mộng mới chỉ bắt đầu. 2. Cá mập mạp Ghostshark Chimera. Sống sâu hàng nghìn mét, mang vẻ ngoài ma mị đến ám ảnh. Bộ mặt nửa cá mập, nửa cá đuối khiến nhiều ngư dân tin rằng họ thấy người chết dưới biển. Nó là loài vật duy nhất thực sự có lỗ mũi. Ghostshark thuộc một nhóm cổ xưa gọi là Chimera, họ hàng xa của cá mập và cá đuối, tồn tại suốt hơn 300 triệu năm, nghĩa là còn có mặt trước cả khủng long. Và chính vì sống trong bóng tối biển sâu, loài này đã tiến hóa những đặc điểm kỳ dị đến khó tin. Đôi mắt của nó phát sáng trắng, đục như linh hồn lạc lối, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới đại dương. Phốc sọ và răng của chúng được cấu tạo đặc biệt để nghiền nát vỏ sò cua và những sinh vật có lớp giáp cứng. Đáng sợ hơn, chúng có những cơ quan cảm biến điện từ trên da, cho phép phát hiện từng chuyển động nhỏ nhất của con mồi trong bóng tối tuyệt đối chính xác. Cái tên cá mập ma không chỉ đến từ đôi mắt rùng rợn, mà còn bởi cách chúng di chuyển lặng lẽ trong nước, trượt đi như một bóng ma không tiếng động. Với những thủy thủ xưa, nhìn thấy chúng chẳng khác nào bắt gặp hồn ma dưới biển. Dù khoa học ngày nay đã giải thích phần nào, nhưng sự xuất hiện hiếm hoi của cá mập ma vẫn khiến nhiều người rùng mình. Một sinh vật cổ đại, sống sót hàng trăm triệu năm, mang trong mình bí mật tiến hóa của cả đại dương. Liệu đây có phải là bóng ma sống cuối cùng, nhắc nhở chúng ta rằng đáy biển vẫn còn vô vàn điều chưa được khám phá? 3. Xolotl, quái vật nước Mexico. Axolotl là một loài cực kỳ cuốn hút vì nó vừa đáng yêu vừa bí ẩn như sinh vật ngoài hành tinh đến mức khiến khoa học phải choáng váng. Lúc đầu tôi cũng tưởng là sinh vật trong game hay là anime ấy chứ. Cái mặt ngây ngô, miệng lúc nào cũng như đang cười, thêm mấy cái màu lông bên đầu trông y như tạo hình của Pokemon nước hoặc nhân vật dễ thương trong Ghibli. Người Aztec cổ đại gọi nó là hiện thân của thần bóng tối Xolotl và ngày nay chúng ta biết đến nó với cái tên Axolotl, quái vật nước Mexico. Có người gọi nó là kỳ nhông hoặc là cá đi bộ. Nhìn hình dạng này cũng có vẻ cũng không sai nhỉ. Thoạt nhìn, Axolotl giống như một con rồng tí hon, cơ thể mềm mại, đôi mắt đen láy và đặc biệt nhất, những chiếc màng ngoài xòe ra như vầng hào quang đỏ hồng quanh đầu. Nhưng điều khiến nó trở nên ngoài hành tinh chính là khả năng tái sinh phi thường. Axolotl có thể mọc lại toàn bộ chi nếu bị mất đi. Không chỉ vậy, nó còn tái sinh được cả tim, tủy sống, thậm chí là những phần của não bộ. Hãy tưởng tượng nếu con người mất một cánh tay và vài tuần sau nó mọc lại nguyên vẹn, đó chính là sức mạnh thật sự của Axolotl. Không dừng lại ở đó, loài quái vật nước này còn mang thêm một bí ẩn khác, chúng gần như không bao giờ già đi. Thay vì trải qua quá trình biến đổi thành ếch hoặc kỳ nhông trưởng thành, Axolotl giữ nguyên hình dạng trẻ mãi không già suốt đời. Hiện tượng này gọi là neoteny, sự trưởng thành mà không bao giờ lớn. Chính vì vậy, người Aztec xưa tin rằng Axolotl là biểu tượng của sự trốn tránh cái chết, còn giới khoa học ngày nay coi nó như chiếc chìa khóa mở ra bí mật tái sinh và trường sinh bất tử. Một sinh vật nhỏ bé, đáng yêu, nhưng mang trong mình những bí mật khiến cả nhân loại phải mơ ước. 4. Cua nhện khổng lồ. Bạn có dám tin dưới đáy biển Nhật Bản tồn tại một sinh vật vừa giống cua vừa giống nhện với đôi chân có thể dang rộng tới gần 4 mét? Nó trông như bước ra từ một bộ phim quái vật nhưng hoàn toàn có thật ngoài đời. Đó chính là cua nhện khổng lồ Nhật Bản.
Ngoại hình và kích thước kỳ dị, loài cua này sở hữu cơ thể không quá lớn, chỉ khoảng 40cm chiều ngang mai, nhưng chính đôi chân dài ngoằng như xúc tu mới khiến chúng trở thành huyền thoại. Với sải chân có thể đạt tới 3,7m, cua nhện khổng lồ giữ kỷ lục là loài cua lớn nhất thế giới. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác gì một nhện biển khổng lồ, khiến không ít thợ lặn lần đầu gặp phải rùng mình. Tập tính và cách sinh tồn. Điều thú vị là mặc dù ngoại hình đáng sợ, cua nhện khổng lồ lại không phải loài săn mồi hung hãn. Chúng chủ yếu ăn xác động vật, nhuyễn thể và tảo. Nhờ vậy, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc dọn sạch đáy biển. Đặc biệt, cua còn có một chiêu trò để ngụy trang. Chúng dùng rong biển, bọt biển và mảnh vỏ sò dính lên cơ thể nhằm ẩn mình trước kẻ thù. Một kiểu tàng hình tự chế đầy sáng tạo trong thế giới động vật. Tuổi thọ phi thường. Nếu như nhiều loài giáp xác chỉ sống vài năm, thì cua nhện khổng lồ lại có thể sống hơn 100 năm. Điều này khiến chúng trở thành một trong những sinh vật biển thọ nhất, gần như là nhân chứng sống của đại dương qua hàng thế kỷ. 5. Cá mặt quỷ Stonefish. Bạn có dám tin rằng một trong những sinh vật độc nhất hành tinh lại trông chẳng khác gì một hòn đá vô tri nằm yên dưới đáy biển, nhưng chỉ cần một bước chân vô ích, hậu quả có thể là cái chết trong vài giờ? Đó chính là cá mặt quỷ Stonefish, loài cá được mệnh danh là sát thủ ẩn mình của đại dương. Nói đến đây, mọi người lại bảo làm gì có chuyện nhẫm chúng. Thì thật ra, cá mặt quỷ không chỉ sống ở vùng biển sâu, mà nhiều loài trong họ này sống ngay tại vùng rạn san hô, bãi đá ngầm, thậm chí sát bờ biển nông. Chúng có khả năng ngụy trang cực khủng, trông y như một cục đá hay san hô, nên người đi lặn hoặc đi bộ trên bãi biển nông dễ vô tình dẫm lên. Khi bị dẫm, cá mặt quỷ phản xạ phóng nọc độc từ các gai lưng. Đó là lý do nhiều vụ tai nạn xảy ra với thợ lặn, ngư dân hay du khách, đặc biệt ở vùng biển nhiệt đới như Úc, Đông Nam Á. Ngoại hình và khả năng ngụy trang, cá mặt quỷ có cơ thể thô ráp, xù xì, đầy máu nhọn, màu sắc giống hệt san hô hoặc đá sỏi. Chính khả năng ngụy trang tuyệt đối này khiến nó gần như biến mất trước mắt con mồi và cả con người. Chỉ khi đã quá muộn, bạn mới nhận ra hòn đá kia thực ra đang nhìn chằm chằm vào mình. Nọc độc chê chóc, điểm kinh hoàng nhất của cá mặt quỷ chính là nọc độc. Trên lưng nó có 13 gai cứng chứa độc tố cực mạnh, chỉ cần dẫm chúng, gai sẽ xuyên qua da và tiêm nọc trực tiếp vào cơ thể. Hậu quả là đau đớn tột cùng, sưng tấy, hoại tử, suy tim và trong nhiều trường hợp cái chết đến chỉ sau vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời. Độc tố của cá mặt quỷ mạnh đến mức nhiều nhà khoa học gọi nó là loài cá độc nhất thế giới. Chiến lược săn mồi, điều kỳ lạ là cá mặt quỷ không cần rượt đuổi con mồi. Nó nằm yên, ngụy trang như đá và khi một con cá nhỏ bơi qua đấy, chỉ trong 0,015 giây, cá mặt quỷ há miệng và nuốt chửng. Tốc độ này nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp nhìn thấy. Sự thật bất ngờ, mặc dù nguy hiểm nhưng ở một số nơi cá mặt quỷ vẫn bị con người bắt để làm đặc sản. Tuy nhiên, chỉ cần sơ suất nhỏ trong chế biến, nọc độc còn sót lại cũng có thể gây tử vong. Dù ngoại hình xấu xí, thô kệch nhưng thịt cá mặt quỷ lại được miêu tả là trắng, ngọt, săn chắc và giàu dinh dưỡng, khiến nó trở thành món ăn đắt đỏ tại một số nhà hàng cao cấp. Trên thị trường, một con cá mặt quỷ có giá lên tới 10 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu là hàng hiếm. Đặc biệt, ở Nhật Bản và một số vùng Đông Nam Á, cá mặt quỷ thậm chí được coi như đỉnh cao ẩm thực hiếm có, vừa mang lại cảm giác mạo hiểm, vừa thể hiện đẳng cấp của người thưởng thức thật khó tin. Một sinh vật vừa xấu xí, gớm ghiếc, vừa có thể gây tử vong, lại được con người săn lùng và nâng niu trên bàn tiệc như một kho báu ẩm thực. Cá mặt quỷ, một sinh vật vừa bí ẩn, vừa chết chóc, nó chứng minh rằng dưới đại dương bao la, những gì trông có vẻ vô hại lại có thể ẩn chứa mối nguy hiểm khôn lường. Và đôi khi, hòn đá bạn thấy dưới chân không phải là đá, mà là quái vật thật sự của biển cả. Vậy là chúng ta vừa khám phá xong 5 sinh vật kỳ lạ và nguy hiểm dưới đại dương. Thế giới động vật vẫn còn vô số bí ẩn đang chờ được hé lộ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến phiêu lưu nào cùng tôi. Vì sắp tới sẽ còn nhiều loài sinh vật khiến bạn phải oa nữa đó.